Lễ chùa đầu xuân và giao diện khiến Phật Thánh hoang mang ngỡ ngàng. Hết Tết nhưng vẫn còn xuân, những nơi như đền chùa miếu mạo bỗng trở nên tấp nập, đông đúc hơn hẳn do người người, nhà nhà nô nức đi lễ, cầu lộc, cầu an, cầu tài, cầu duyên. Theo thống kê, trên toàn lãnh thổ Việt Nam có khoảng hơn 10.000 ngôi đền và gần 20.000 ngôi chùa. Và đi chùa đi đền cũng là một nét văn hóa rất riêng của dân tộc ta. Và cũng từ đó lại xuất hiện những câu chuyện độc lạ, những tình huống khác thường chỉ xoay quanh việc đi lễ đầu xuân. Mới đây một gia đình chỉ đơn giản là đi chùa đầu năm thôi mà lại khiến ai nấy bất ngờ ngỡ ngàng, thậm chí có khi Phật Thánh ở trên còn phải phát lú. Nguyên nhân là do miền Bắc vào dịp Tết năm nay có thời tiết khô và lạnh, chỉ tầm mức 11 đến 13 độ C, nên gia đình này quyết định update giao diện đi chùa đáp ứng được hai tiêu chí, vừa độc lạ lại vừa ấm áp. Muốn thành tâm thì cứ phải giữ sức khỏe trước đã. Đã thế lại còn phải chơi mỗi người một màu khác nhau tùy theo cá tính riêng nữa chứ. Được cái phục trang thế này khiến gia đình ta không bao giờ lạc nhau dẫu nơi đền chùa ngày lễ có đông đúc bao nhiêu đi chăng nữa. Mỗi tội không biết các cụ có nhận ra phân biệt được đứa nào với đứa nào để phù hộ không nhở? Thắc mắc quá đi thôi. Các bạn nghĩ sao? Comment chia sẻ với Tam TV cũng như tiếp tục ủng hộ kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày bạn nha.